xương á. Nó này sao mà nó không bị không chắc được. Bộ nước đẹp lắm. Nó ghê không? Nó như nước sơn vậy nè. Ừ. Không? Ghê không? Ừ. Nói ghê không? Và đối với mô hình nuôi thâm canh thì nó rất là dễ bệnh gan cũng như là bệnh phân trắng đường ruột. Đó, thì ở đây là cái nhóm mà tảo lục phát triển quá mức thì nó cũng dễ bị sụp đó. Khi nó xuống nó sụp vậy thì coi như là biến đổi môi trường thì con tôm rất là dễ bệnh. Hoặc cái nhóm tảo lam thì nó có 3 loại, ví dụ lam hạt, rồi lam là dạng nhớt, rồi lam dạng sợi. Thì đó, khi mà mình môi trường mà cái chế độ mà đạm nó dư nhiều thì cái nhóm tảo lam này nó phát triển đó. Thì khi cái đó thì nó rất là rủi ro, nếu mà cái tảo lam là nó phát sinh vậy rất là nhiều độc tố thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tôm cá. Nó tảo này nó muốn tàn nè, con thấy đó, cái này là nó sụp lên luôn rồi. Mấy ao sụp vậy là dễ bị là cái HES nó cao, cũng như NH3NO2. Rồi khi mà nó cao vậy thì tôm nó dễ bị hồng thân hoặc nó bị là gan ruột nó chết. Đó, này là cái nhóm tảo lam dạng hạt nó phát triển. Rồi cái này là cái trường hợp ao này là bị là cái màu nước là nó bị sắp tảo sụp, ví dụ sau khi mưa. Nhiều khi mình xài những hóa chất là nó cắt tảo mà thấy nước nó muốn đen rồi. Còn cái này là nó mình đánh những thuốc hóa chất diệt gông thì tảo nó sụp thì tôm nó tấp mé liền. Đó. Và cái này là dinh dưỡng nó dư thừa nhiều thì màu nước nó lên quá xanh. Còn đối với trường hợp này là nước bị trong, nước trong thì nhiều khi là do nhóm chem chép hay mảnh vỏ đinh rồi nó hút những cái dinh dưỡng khoáng trong nước rồi nó ăn những cái tảo năng lọc năng tảo thì nó bị trong nước. Rồi ngoài ra là trong là bị phèn, khi phèn nó nồng độ nó cao, mà con mình thấy nó mình đo là test mà trên 1.5 vậy. Đó. Mà nước đỏ gạch vậy mình test trên vậy thì nó sẽ chết tảo, khi mà nó mắc tảo vậy hoặc cái pH nó thấp thì nó sẽ mắc tảo. Đó. Thì mắc tảo vậy thì nó sẽ gây trong nước, mà trong nước thì nó đâu có oxy cho tôm thì nó mất cân bằng môi trường, thì gông nó lên thì nó rất là nhiều rủi ro. Bà con thấy này là tảo mà lam dạng hạt phát triển rất là nhiều. Về ao này thì tảo phát triển quá mức do dư thừa dinh dưỡng quá xanh, cái này là trường hợp nó xanh quá nó sập luôn đó. Vậy nó xanh quá nó sập nó nổi lấp láp, mình xài gông thuốc rồi nó nổi lấp láp rồi nó chết cái tảo đáy nhân dân đó. Rồi nó sinh gông nhớt đó. Tảo là tảo lam mà dạng nhớt nó phát triển, hoặc gông đáy gông nhớt nó phát triển theo mé. Tảo nó màu xanh, mình thấy màu xanh lục xanh lam. Rồi tảo nó phèn nhiều, tảo nó phát triển trong vuông, rồi tảo nó muốn nở hoa vân vân. Khi mà gông tảo nó chết, cua nó nổi lên mé luôn. Vậy này mưa nắng thất thường, tảo nó cũng già, nó sụp. Tảo nó già nó sụp vậy thì nếu mà những cái màu nước như trường hợp này và trường hợp này hoặc trường hợp này thì bà con mình rất là khó nuôi tôm. Thật sự mà nói, nếu dù mình trộn thuốc gì tôm cũng hết, tại vì quá nhiều độc tố, quá nhiều khí độc, rồi tôm nó ăn phải thì không có, rất là khó cách chữa. Giờ khi mình phải thay nước rồi mình xúc, mình si phong ra rất là phải sạch hết, rồi giống như mình nổi nước mới vậy đó, là mới chịu nổi thôi. Mấy trường hợp này thật ra là quá nặng nè. Còn đây cái màu nước là tảo giáp nó phát triển chiếm ưu thế đó. Hoặc những cái vùng đất mà gần, vùng đất mà lung đó, là mình hoặc những cái tháng mà người ta xả ra nhiều, đặc biệt là đối với bà con quảng canh độ mặn cao 30 phần ngàn thì nó lên cái màu nước cổ trầu, mình bà con gọi nước cổ trầu đó, tức là màu trà đậm đúng không? Thì màu này thì bà con mình nuôi tôm rất là khó phát triển, rất là bị mà sứa phát sáng, rồi trứng nước nhân dân là nó phát sinh rất là nhiều. Nước này là rất là khó nuôi tôm hả bà con, nó rất nguy hiểm màu cổ trầu này. Và trường hợp bị nước bị sụp tảo, cái này mình do mình đánh xài hóa chất là nó chuẩn bị sụp. Cái này là sau khi mưa lớn nó sụp. Còn cái này là nhóm tảo lam mà dạng nhớt nó phát triển,
Nếu mà dạy tôm nó dễ bị đường ruột phân trắng. Đó, đây là những cái màu màu nước là bất lợi cho con tôm, màu tảo bất lợi cho con tôm. Này. Đó. Trường hợp là nó bị sập tảo, bị sập tảo. Đó. Nó bị sập tảo thì mấy màu nước này thì bà con mình nuôi tôm rất là rủi ro. Thì chính vào lẽ đó thì mình làm sao mình để có được cái màu nước đẹp, tức là mình biết cái cách quản lý màu tảo. Thì ở đây á, thì mình muốn quản lý được tảo á, thì mình phải biết những cái nguyên nhân mà ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo đó, thì để mình có cái cách mình duy trì và mình giữ được màu nước màu tảo bằng cái thức ăn tự nhiên cũng như là bằng cái vi sinh. Rồi mình sau đó mình có cái biện pháp mình gây màu hợp lý, ví dụ mình ổn định các yếu tố môi trường để cho mà thảo nó bị ít bị biến động, để nó có cái màu nước tốt cho vuông tôm mình. Thì mình muốn duy trì được thảo thì mình hiểu được những cái yếu tố là ảnh hưởng đến thảo, ảnh hưởng đến màu nước đó. Thì khi mà mình giữ được thảo thì mình sẽ có một cái màu nước đẹp và màu nước tốt, và con mình gọi là màu nước đẹp cho con tôm mình. Đẹp ở đây là sao? Nó ổn định, nó ít bị biến động. Tức là bữa nay thí dụ sáng mà màu nước khác, rồi chiều màu nước khác, rồi đó mơi màu nước khác, bữa nay màu nước khác, là những hầm đó là bà con rất là khó nuôi tôm. Mình làm sao mà mình cứ thấy nó màu chà nhạt hoặc xanh đột chuối non hoặc màu bạc thì nửa tháng hoặc một tuần gì đó nó không biến động. Thì nó không biến động vậy thì pH nó không có bị ảnh hưởng, rồi tất cả yếu tố môi trường nó rất là tốt, rồi tôm mình rất là tốt về gan ruột. Còn nếu mình để nó xảy ra biến động, nó để sập tảo vân vân thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến cái đời sống sức khỏe của tôm cá của mình. Thì theo Tuấn thì nó tảo muốn mà cho tảo nó mà ổn định thì mình phải biết được các yếu tố ảnh hưởng đến nó, là mình duy trì và mình giữ cho nó tốt. Thì cái yếu tố đầu tiên thì pH, thì nếu mà pH ổn định cho tôm cũng như cho tảo là từ 7.5 cho đến 8.5, bà con mình phải kiểm tra cái pH này. Nếu mà cái màu nước màu tảo ổn định thì nó sẽ giữ trong khoảng này, còn nếu bà con mình để không ổn định thì nó sẽ biến động lên xuống, là cho bình thường là 0.5, còn nếu mà nó biến động sáng chiều mà vào tảo mà lên xuống mà xanh hoặc đậm hoặc đen thì nó sẽ thay đổi pH này ghê gớm lắm. Còn nếu ổn định thì nó trên lệch là trừ 0.2 thôi, không quá 0.5 đâu đó. Rồi cái mình co đo cái ao mình có phèn không, nếu mà có phèn thì nó sẽ tạo ra cái nhiều cái axit, thì lúc đó thì nó sẽ chết tảo, thì nó sẽ không có ổn định được cái tảo. Mình đo nếu mà phèn mình đo từ 0.5 cho trở xuống thì nó ổn định, mà trên 0.5 thì mình nghiên cứu cách mình xử lý. Rồi độ kèm thì 80 đến 150, thì nếu mình thấp hơn quá thì nó không có đủ mà cái ion cho nó tảo hấp thu, đặc biệt là cái CO3 2- cũng như HCO3-. Rồi cái độ mặn thì mỗi một cái độ mặn thì có một cái màu tảo khác nhau, do cái nhóm tảo nào nó sẽ chiếm ưu thế. Thí dụ mà nước ngọt á, thì nhóm tảo lục với tảo mắt nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Nước mặn thì cái nhóm tảo silic hoặc cái nhóm tảo là giáp nó phát triển hơn đó. Hoặc nước ngọt thì cái nhóm tảo lam phát triển hơn. Mình lưu ý đó để mình giữ cái độ mặn như thế nào để dễ mình gây cái màu nước đó. Rồi cái thứ hai là cái chế độ dinh dưỡng trong nước. Ví dụ đối với bà con mình gây màu nước bằng phân hóa học á, thì bà con mình bạo phát bạo tàn. Ví dụ mình đánh không đúng á, thì nó phát triển rất là nhanh, rồi nó tàn rất là mau. Ngoài ra nó sẽ lên gông rất là nhiều nếu mình duy trì đó. Nói chung là nó không có bền. Ví dụ mình đánh phải theo cái tỷ lệ ít thôi. Ví dụ 1 ký, ví dụ cho 1 hecta NPK thì có thể được. Có thể nhiều bà con mình đánh là mình thấy nó chưa lên, rồi mình đánh là thí dụ 2-3 ký, 4-5 ký, rồi cái dài bữa sau mình thấy nó chưa lên mình đánh nữa. Nhưng mà tảo thì nhiều khi mình coi nó còn gốc không, nhiều khi nó mất gốc cho bị cái bà con mình xài thuốc gông thuốc gì quá nhiều đó, hoặc quá chất quá nhiều mình đánh không lên, là cái cuối cùng mình đánh phân quá nhiều. Vậy khi mình tảo nó mà nó có gốc lại, hoặc mình cấp nước vô nó có gốc lại, nó lên cái dù cái mộc là nó phát triển là đen thui luôn hoặc đỏ chạch luôn, thì lúc đó là nó sẽ dễ sụp hơn. Lúc đó nó cứ lên đậm hoài, bà con mình rất là khó xử lý. Còn vấn đề phân hữu cơ thì phân hữu cơ là rất là tốt, nó ổn định màu tảo. Tuy nhiên mình nhiều bà con thí dụ làm dụng là mình xài thí dụ cũng quá nhiều thì nó dễ bị xanh nước đó.
lên rất là đậm, tại nó lên nó bền mà nó lên rất là đậm. Thì nếu mà lên xanh vậy thì con tôm nó xanh lè rồi, nó dễ bị đường ruột phân trắng lắm. Và ngoài ra thì khi mà cái thức ăn dư thừa trong vuông mình nhiều, tức là đối với mô hình nuôi tôm công nghiệp á, thức ăn dư thừa nhiều, thì khi đó đó là nó sẽ là phát triển tảo, tức là tảo là cái thức ăn dư thừa là cái nguyên nhân gây nên tảo với khí độc phát sinh mà, hoặc khuẩn phát sinh mà, thì mình phải quản lý này cho tốt. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là ánh sáng, tức là mưa dầm hoặc nắng gắt, những cái ngày mà mưa quá nhiều thì không có ánh sáng thì tảo nó dễ bị sụp, hoặc nắng quá gắt đó thì nó phát triển quá mạnh thì nó cũng dễ bị sụp. Thì cái này thì do ông trời, thì do đó thì mình phải quản lý cái màu tảo mình như thế nào để nắng gắt hoặc mưa dầm nó không bị sụp đó, là cái đó rất quan trọng đó. Đặc biệt là thí dụ mà khi mà mưa, là sau khi mưa lớn. Rồi cái vấn đề là gông, nếu mà trong ao mình để gông mọc quá nhiều thì nó sẽ hút hết dinh dưỡng, nó cạnh tranh với tảo, thì khi đó là tảo nó sẽ không lên được. Và nước trong thì nó sẽ biến động môi trường, ảnh hưởng đến tôm và những cái phiêu sinh động vật như chim chép, là ngao trâu ăn tảo, thì mình phải diệt những cái nhóm này để nó sẽ dễ lọc tảo nó ăn, thì nó sẽ làm trong nước hoặc nó cạnh tranh khoáng chất với tôm. Rồi cái vấn đề thứ tư là mình xài quá chất, ví dụ bà con nuôi thâm canh, bà con xài plugin nè, xài về BKC nè, hoặc khi có tôm mình đánh những quá chất này thì nó sẽ dễ diệt tảo, là nó sụp tảo, vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh về gan ruột. Còn đối với bà con nuôi quảng canh thì bà con xài những cái thuốc diệt gông, thì cái nhóm diệt gông mà bà con mình đánh, mình tạt mà nhiều quá, mình phòng nhiều quá, thì nếu mình không biết cách thì khi nó diệt ngoài, nó diệt gông qua thì nó diệt hết tảo của mình luôn, thì mình gây không lên lại tảo đó, mình sẽ lưu ý vấn đề đó. Rồi cái vấn đề cuối cùng là cái lượng mà carbohydrate cũng như là nitơ, tức là đạm, và phospho, và tỷ lệ canxi, nitơ, phospho là silic trong nước, và khoáng chất trong nước, thì tùy theo cái lượng này mỗi một ao nuôi, mỗi vùng đất nó khác nhau, thì cái màu cái nước và cái màu tảo nó như thế nào là nó do cái thành phần này nó quy định. Ví dụ như trong mô hình mình nuôi công nghiệp, hoặc có thể trong thí nghiệm mình có thể mình điều chỉnh được. Còn đối với bà con nuôi thí dụ quảng canh cải tiến, tôm lúa, tôm gừng thì mình đâu có đo được cái này đâu. Thì tốt nhất thì mình hạn chế mình sử dụng cái phân hóa học, cũng như là những cái thuốc diệt côn tảo như Tuấn nói từ đầu, thì khi đó thì nó sẽ đỡ cái bụi go hơn. Rồi mình sử dụng biện pháp sinh học, tức là cá nè, rồi mình sử dụng vi sinh nè, mình để mình gây màu nước, rồi mình để mình duy trì cái màu tảo là nó tốt nhất, để nó không có ảnh hưởng đến phát triển quá mức, và nó không có tạo điều kiện cho những cái nhóm tảo độc phát sinh, thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe tôm cá của mình. Nó thì bà con không nên đánh những hóa chất này thôi, đánh thuốc diệt gông nè, login nè, hoặc mình đánh phân hóa học, và mình quản lý cái thức ăn cho tốt, không có tránh dư thừa nữa, thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn về cái tảo. Ngoài ra thì đối với mô hình tôm lúa nè, tôm gừng, tôm năng, thì đây là những cái mô hình rất là hay, tại vì mình kết hợp ví dụ một vụ tôm, hai vụ tôm với lúa, rồi mình kết hợp mà năng với tôm, mình kết hợp với gừng, tức là để cho nó giảm ánh sáng, rồi nó hút những cái gọi là dinh dưỡng dư thừa, hoặc những cái phèn, hoặc những cái là mùn bã hữu cơ nó tích tụ sau vụ nuôi tôm, thì nó sẽ làm cái điều kiện cân bằng cái hệ vi sinh trong nước, cũng như những cái yếu tố môi trường trong nước, thì nó sẽ duy trì và ổn định cái tảo, cũng như là nó tạo được cái lượng thức ăn tự nhiên rất là nhiều cho con tôm mình. Thì mình để mình duy trì màu nước tốt thì mình phải quản lý màu tảo tốt. Thì bà con mình lưu ý thì khi mà mình diệt khuẩn ban đầu đó, thì mình không nên diệt những cái hóa chất mà ảnh hưởng đến tảo mạnh đó, thuốc gông, rồi login nồng độ quá cao. Và khi mà có tôm mình đánh BKC, ví dụ khi mà có tôm thì mình đánh cái nano thì nó ít, không ảnh hưởng tảo, mình nó chỉ diệt khuẩn thôi đối với mô hình thâm canh đó. Rồi mình xài men, mình ủ men, mình gây thức ăn tự nhiên. Thì mình men thì nó có nhiều loại, thì mình sử dụng với cám gạo với mặt đường, thì mình gây cái tảo nó nhạt nhạt, nó nhẹ nhẹ, nó từ từ, nó bền vậy, nó ít bị biến động, thay vì mình xài phân
hóa học cũng như phân hữu cơ quá nhiều. À, mình không có biết được cái liều lượng thì nó sẽ phát triển bạo phát bạo tàn thì nó rất là nguy hiểm, nó biến động màu tảo. À, khi mà tảo sụp thì mình sử dụng cái nhóm BZT thì mình để xử lý lại. Thì ngoài ra thì mình để điều chỉnh yếu tố môi trường thì mình đo pH, ví dụ mình nếu mà pH mà nó thấp dưới 7 đi, 7.5 gì đó thì mình đánh vôi, mình nâng lên. Còn màu nước mình hơi sậm quá, dơ lợn cợn thì mình đánh gieo cho nó làm sạch lại, hoặc phèn mình xử lý phèn lại. Đó, rồi ngoài ra mình sử dụng những enzyme để mình giảm tảo, khi mà tảo mình thấy nó có sự phát triển nhiều thì mình giảm lại để mình không có cho nó già quá rồi nó sụp. Rồi mình kết hợp với biện pháp á, mình gây cái thức ăn tự nhiên, thì cái thức ăn tự nhiên ở đây á, là nó ăn những cái tảo già, giống như chim mình ăn trái chín vậy đó, thì nó ít. Còn tảo già thì bởi vậy khi mưa thì nó ít bị biến động môi trường, mà nó sẽ vừa làm cái thức ăn cho con tôm mình luôn, đặc biệt là đối với mô hình quảng canh cải tiến tôm lúa tôm gừng. Còn đối với mô hình công nghiệp thì mình nuôi thức ăn tự nhiên khoảng 20 ngày đầu, 25 ngày đầu là rất là tốt, để mình ngừa được cái khí độc, ngừa được sự phát triển quá đậm của tảo. Thì nhiều trường hợp chúng thấy là lấy nước vô là đã tảo lên quá đậm mà, bây giờ mình nuôi tôm rất là rủi ro. Thì mình nếu mình làm được như vậy thì nó sẽ duy trì được cái màu tảo đẹp cho mình, nó ổn định cho mình ít rủi ro. Thì cái vấn đề màu nước này là nó giống như là rất là khó, tại vì nó phụ thuộc vào nắng mưa rất là nhiều, và dùng đất mỗi dùng mỗi khác, mỗi ao mỗi khác. Thì Tuấn nói đây là những cái đặc trưng thôi, nhưng bà con mình phải biết là cái vuông tôm mình ba màu nước là nó tốt đó. Rồi mình biết cái cách mình để mình duy trì nữa, rồi mình biết cái cách là mình hạn chế, đừng có để cho nó sập, nó phát triển quá mức hoặc nó tàn. Rồi cái nhóm nào mà tảo độc thì mình diệt từ đầu, mình không có cho. Rồi mình bổ sung cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, nó đừng có để cho cái nhóm tảo mà độc nó không có lợi, nó phát triển. Mình dùng vi sinh, mình để cân bằng môi trường, mình để cái nhóm tảo có lợi nó phát triển. Nó thì theo độ mặn mà nó lên cái màu độc chú non, hay lên màu chà nhạt, hoặc lên màu bạc đó, thì để cho con tôm con cá mình phát triển tốt. Thì nếu bà con nào có thắc mắc đó, thì liên hệ về thì Tuấn tư vấn cho mình để mình xử lý quản lý tảo cho nó hiệu quả. Đặc biệt là mình xử lý, mình diệt cái tảo đỏ cũng như cái tảo lam, tảo xanh. Mình diệt sao khi mà làm sao mà nó không có ảnh hưởng khi mà có con tôm mình đó, nó không có sốc, nó diệt từ từ để cho con tôm mình nó không bị bệnh đường ruột cũng như bệnh phân trắng. Và mình có một cái màu nước đẹp để mình nuôi ổn định, rồi mang lại cái sự thành công cho mình. Xin cảm ơn, chúc quý bà con mình nuôi tôm được thuận lợi và thành công.